Chàng trai gói nhân hoành thánh nhanh như máy gây sốt mạng xã hội. Một đoạn clip đang thu hút lượt người xem khủng khi ghi lại cảnh một anh chàng sử dụng đôi tay nhanh thoăn thoắt để gói phần nhân và những lớp phở bột đủ màu, kèm theo đó là dòng caption đố mọi người đây là bánh gì. Ngay lập tức dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước sự thành thục, điều luyện đến ngỡ ngàng của nam thanh niên. Đồng thời nhiều người còn tỏ ra phát lú vì chưa hình dung ra được bánh gì mà vỏ lại bầy sắc cầu vồng như vậy. Số khác thì nhận ra ngay đây là hoành thánh lá, món ăn quen thuộc với nhiều người Việt chúng ta. Chủ nhân video xác nhận mình làm hoành thánh và quyết định sẽ nhuộm màu cho lớp vỏ để trông bắt mắt hơn thay vì chỉ có màu vàng, trắng truyền thống. Đặc biệt, đôi tay gói nhân nhanh như máy của anh khiến dân mạng cực kỳ hào hứng.